Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành phần đọc hiểu trong giáo trình Shinkansen Master N2. Phần gì nhỉ? Phần bài đọc ngắn. Chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần so sánh đối chiếu giữa các sự vật hiện tượng ở trong bài đọc nhé. Ở phần đề đai số 3 này, chúng ta sẽ xem cái hình thức người ta làm là gì nhỉ? Đó là Okina taihi no naka ni chisana taihi ga aru, bunshou mo aru, seri shite kangae yo. Tức là ở trong một cái so sánh lớn, một cái đối chiếu lớn ấy, thì có thể là sẽ có những cái đoạn văn mà so sánh nhỏ hơn ở bên trong đấy, và chúng ta hãy suy nghĩ sắp xếp lại và đọc nó. Thì cái đề đai số 3 này sẽ là một trong những cái dạng như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé, và như mình luôn nói đấy là chúng ta coi như là cái phần so sánh đối chiếu, gọi là vạch ra cái này ngược với cái gì theo những cái sơ đồ mà người ta làm thì chỉ là cái phần tham khảo thôi. Cái chính vẫn là cái mà chúng ta cần phải có thể gì nhỉ, cần phải nắm vững được cái cách mà người ta hình thành câu, người ta viết câu như thế nào, cũng như là kỹ năng lựa chọn, phân tích, loại trừ những cái đáp án mà không đề đề bài không viết, đúng không? Đấy là cái kỹ năng giúp chúng ta có thể chọn được đáp án đúng. Bây giờ các bạn sẽ xem này. Chúng ta sẽ đi vào bài đọc luôn nhé. Kodomo tachi wa yoku otousan yori okaasan no hou ga kowai to iimasu ne. Tức là gì nhỉ? Bọn trẻ nó thường nói là, nó thường nói là gì đấy? Nó thường nói là ấy. Đây là ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Yori có yori đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem khi mà ngữ pháp là A này, yori, B đúng không? No hou ga gì đó đằng sau, thì tức là sao nhỉ? Cái B ấy là cái hơn. Vậy đây mọi người thấy cái từ kowai đây, người ta không viết kanji nhưng mà là cái chữ này, kowai. Có thể là chữ gì nhỉ? Có thể là chữ khủng đúng nhỉ? À, có thể là chữ bố, có thể là chữ gì, chữ khủng cũng đọc là kowai. Đôi khi người ta dùng cái chữ này này. Đấy các bạn thấy chưa? Cũng đọc là kowai nhá. Nhưng mà đa số là cái chữ đằng trước hơn. Đều là đáng sợ. Thì câu này là bọn trẻ nó thường nói là mẹ thì đáng sợ hơn bố đúng không? Bởi vì đây đối chiếu lên đây chúng ta xem. Tiếp này. Okasawa wa shikaru hito という imeji が一般的になっているんじゃないでしょうか。Ở đây có cái ngữ pháp gì nhỉ? Có cái ngữ pháp là dạ này để sổ cờ, nó chính là cái ngữ pháp thể hiện gì đấy, thể hiện quan điểm của tác giả đúng không? Chẳng phải là hay sao đấy, hoặc là tôi nghĩ là nhá. À vậy thì chẳng phải là ấy, cái gì đây nhỉ? Các bạn thấy có trợ từ ngữ, trợ từ ngữ đây. Vậy thì cái đằng trước sẽ là cái chủ ngữ đúng không? Vậy thì chẳng phải là cái hình ảnh, cái hình ảnh, cái từ tôi như đây ấy, khi chúng ta có ngữ pháp là gì đấy? Tôi B thì cái gì nhỉ? Cái B, cái A sẽ là gì đấy? A sẽ là cái setsume cho B đúng không? Đấy. A sẽ là gì nhỉ? Awa B no setsume. A sẽ là cái giải thích của B. Setsume nhá. Rồi, vậy bây giờ các bạn thấy này, cái từ imeji là hình ảnh, từ okasawa shikaru hito là mẹ là người mắng, đúng không? Vậy thì câu này có nghĩa là vậy thì chẳng phải là ấy, hình ảnh người mẹ là một người mắng, đúng nhỉ? Là một người răn đe, một người răn dạy. Nó ippan teki ni. Cái này là chữ gì nhỉ? Ippan teki. Ippan teki là gì nhỉ? Là phổ biến, thường xuyên, đúng không? À vậy thì chẳng phải là cái hình ảnh ấy, người mẹ là một người mắng ấy, nó đang trở nên là một hình ảnh phổ biến hay sao? Đấy, tác giả đang nói như vậy nhá. Tiếp theo này. Chichi oya ga soto ni dete hatarai teiru baai doushitemo haha oya no hou ga koromo to sessuru jikan ga nagaku narimasu. Là gì nhỉ? Trường hợp đúng không? Trường hợp mà ông bố ấy, đúng nhỉ? Trường hợp mà ông bố ông ấy đi ra ngoài để làm việc, đúng nhỉ? Đi làm việc ở bên ngoài thì dù thế nào, đúng nhỉ? Doshitemo nhá, dù thế nào ấy thì sao? Thì cái haha oya no hou ga thì người mẹ là người như nào nhỉ? Là người mẹ là cái người mà có gì đấy? Có cái gì cần, có cái thời gian mà setsuru. Chữ Hán là chữ tiếp. Đúng không? Đọc là setsuru. Tiếp xúc. Trường hợp mà ông bố là người mà đi ra ngoài để làm việc thì dù thế nào ấy, người mẹ
Về phía người mẹ là cái người mà sẽ có thời gian tiếp xúc với con trở nên gì đấy, trở nên narimasu, trở nên lâu hơn, trở nên dài hơn. Đấy. Dakara haoya ni shikaru yakuwari ga mawatte kiyasui no desu. Các bạn thấy đây là có cái ngữ pháp là đằng trước là dakara nhá, là vì vậy, đằng sau đuôi sẽ là no desu, là cái hô ứng với nó. Đấy. Vì vậy mà gì nhỉ? Mà cái đây là cái từ yakuwari. Yakuwari. Cái từ này ấy, nó bằng từ yakume. Có nghĩa là vai trò, trách nhiệm, bổn phận, nghĩa vụ. Đấy. Vì vậy đúng không? Vì vậy mà sao? Mà cái nhiệm vụ, cái vai trò răn đe con cái ấy, nó sẽ mawatte kiyasui. Mawatte kiyasui nó chính là cái chữ này này. Mawatte kuru, động từ gốc là mawatte kuru. Đấy. Chữ Hán là chữ hồi đúng không nhỉ? Mà người ta ngại viết bởi vì có thể là một chữ khác, ví dụ chữ tuần cũng có thể viết là bằng cái động từ là mawaru. Thì câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, vì vậy mà sao? Mà cái vai trò, cái trách nhiệm, cái việc mà răn đe con ấy, mắng con ấy, nó sẽ dễ gì nhỉ? Nó sẽ vận vào, nó sẽ dễ dàng vận vào, nó sẽ dễ dàng giao cho phía người mẹ. Đấy. Nó đang câu này với câu câu trước với câu sau nhá. Ở đây có dakara là vì vậy, thì nó chính là gì nhỉ? Nó chính là cái kết quả của cái điều đằng trước. Đấy, kết quả của điều tại sao người mẹ lại là cái người mà dễ có cái vai trò này, bởi vì cái thời gian tiếp xúc của mẹ với con dài hơn đúng không? Soreni. Soreni là gì nhỉ? Soreni là cái từ nối, nó là gì đấy? Nó là thêm nữa, thêm vào đó, mata, nó giống như là mata. Đấy. Hay là sono ue đúng không? Thêm vào đó ấy, chichi oya wa amari kodomo to issho ni irarenai no de kodomo ni kirawareta kunai という気持ちが強くなります。Thêm vào đó nhá, bởi vì ấy, những ông bố ấy là ông ấy không thể, đúng nhỉ, ông ấy không được ở bên cạnh con ông ấy mấy đúng không? Amari nai này, đây là động từ iru nghĩa là ở bên, bởi vì những ông bố không thể ở được cạnh con của mình lâu đúng không? Không được, không mấy khi được ở bên cạnh con. Do vậy cái cảm giác, cái cảm xúc đây lại các bạn lại thấy có toyu, thì nó chính là cái đằng trước này, nó sẽ là phần setsume, phần giải thích cho cái từ kimochi đúng nhỉ? Ông ấy, cái cảm xúc gì đó nó sẽ trở nên mãnh liệt. Cảm xúc là gì đấy? Kodomo ni kirawareta kunai. Chúng ta có động từ, bình thường các bạn hay dùng cái tính từ là kirai đúng không? Tính từ là kirai, là ghét, kirai na. Thế nhưng cái này có động từ nhá. Động từ của nó là kira gì nhỉ? Kira. Đấy, kira. Thì gì nhỉ? Chúng ta sẽ có thể bị động là gì? Kira wareru đúng không? Là bị ai đó ghét. Vậy thì thể tai sẽ là gì nhỉ? Kira ware tai, được chưa? Là muốn bị ai đó ghét, vậy phủ định sẽ là bỏ y thêm kunai, thì sẽ ra là kira wareta kunai đây, kira wareta kunai tức là không muốn bị con ghét. Đấy, câu này nghĩa là gì? Thêm nữa bởi vì các ông bố không có nhiều thời gian, không có nhiều cơ hội để ở bên cạnh con. Do vậy cái cảm xúc là không muốn bị con ghét ấy, nó rất là mạnh mẽ, nó rất là mãnh liệt. Sorede, vì vậy nhá, các bạn lại thấy có từ sorede này. Sorede là vì vậy. Là từ nối khá là quan trọng. Những cái từ nối thì các bạn lưu ý nhá. Vì vậy, vậy thì cái vì vậy này nó sẽ là cái gì nhỉ? Cái kết quả của cái điều đằng trước. Tương tự với cái điều đằng trước của bà mẹ thì đây sẽ là dakara này. Amari shikaro to shinai no desu. Đúng nhỉ? Là gì đấy? Vì vậy mà ông ấy sẽ không mấy khi ông ấy mắng con. Cái ngữ pháp yoto suru, yoto shinai là cố gắng hay không cố gắng làm gì đó. Ông ấy sẽ không mấy khi ông ấy cố gắng, đúng nhỉ, để mắng con, hay là ông ấy không răn đe con mấy. Tiếp theo, itsumo shikate bakari de wa haoya wa kosodate ga iya ni natte shimaimasu. À, đây các bạn có cái ngữ pháp de wa là nếu điều đằng trước là sự thật thì điều đằng sau sẽ là cái không tốt đúng không? À, nếu mà gì nhỉ? Nếu mà luôn luôn phải mắng con ấy thì haoya thì các bà mẹ sẽ gì nhỉ? Sẽ rất là ghét, sẽ trở nên ghét cái việc mà phải nuôi dạy chúng. Đấy là cái đoạn 1 nhá, là chúng ta đã thấy sự so sánh giữa gì nhỉ? Sự so sánh đối chiếu giữa bố và mẹ đúng không? Mẹ thì hay được coi là người mắng con, đúng nhỉ? Bố sẽ không mắng con. Bởi vì như vậy, chúng ta sẽ thấy là đấy là nội dung của đoạn đầu tiên, đoạn số 2 này.
ある専門家は、母親は包む役割、つまり優しく子供を受け入れる役目を持つのに対して、父は切る役割、つまり厳しくルールを教える役割を持つべきだと言っています。Câu khá là dài nhưng mà các bạn thấy ở đây nó gì đây nhỉ? Nó có một ngữ pháp chúng ta được học ở N3 và được nhắc lại ở trong chương trình N2 đấy là ngữ pháp Nitaiste. Đúng chưa? Nitaiste nó đưa ra hai đối tượng có cái sự trái ngược nhau. Ở đây sẽ là người gì nhỉ? Người mẹ và người bố, đúng không? Chủ ngữ là Arusemonka là một cái chuyên gia, đúng không nhỉ? Người ta đã nói là cái động từ của người ta sẽ là tận cuối này nhá. Arusemonka là một cái chuyên gia, người ta đã nói là. Vậy thì toàn bộ cái đoạn gì đây nhỉ? Cái đoạn này này. Cái đoạn từ đây cho đến trước cái gì nhỉ? Trước cái to itemasu này là cái gì đấy? Là cái semonka no kotoba đúng không? Semonka no kotoba là lời của semonka. Ông nói gì đây? À, đối lập với người mẹ có vai trò là yakuwari nhá. Có vai trò là tsutsumu, chữ Hán là chữ bao, bao bọc, bảo bọc. Xong là người ta để là dưới dạng ngoặc đơn bởi vì là cái từ này có thể coi là khó hiểu cho người khác thì ông sẽ có cái từ tsumari. Tsumari là tức là ông sẽ giải thích cho cái gì nhỉ? Cái tsutsumu yakuwari là gì? Đó là mang cái yakume đấy, các bạn thấy này, người ta nhắc lại từ yakume này. Yakume nhá. À, ông ấy nói là người mẹ có vai trò bảo bọc, tức là mang cái vai trò uke ireru là tiếp nhận, đúng không? Tiếp nhận. Đấy, chăm sóc nâng niu gì đó. Đứa con mình một cách yasashiku, một cách gì nhỉ? Một cách, đây cho cái này ra đây để điền cho nó dễ nhá. Ví dụ cái câu dưới này là nội dung của lời của Semonka đúng không? Nào, đây là yasashiku là dịu dàng, dịu hiền đúng không nhỉ? Đấy. Yasa. À, đối lập với lại gì đấy? Người mẹ giữ vai trò bảo bọc, đúng nhỉ? Mang một cái trách nhiệm đấy là gì đây nhỉ? Đó là bên cạnh con một cách gì đấy, một cách rất là dịu dàng, rất là hiền từ đấy. Thì Chichi Oyawa thì người bố này, Kiru Yakuwari, người bố lại có cái vai trò là chữ Kiru, chữ 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 cắt, bình thường là nghĩa là cắt đúng không? Mọi người sẽ rất là khó hiểu. Thế nhưng mà sao? Chúng ta sẽ thấy ở đằng sau đây nó sẽ có cái này. Và khi dịch nha các bạn nhé, các bạn đừng cố gắng là ví dụ các bạn thấy có chữ cắt này này, các bạn đừng có mà phải chính xác phải dịch ra nó là gì. Ví dụ đây bạn thấy có chữ tư mự là chữ bao, các bạn có thể dịch ra là bao bọc, bảo bọc. Thế nhưng chữ này mà các bạn dịch là cắt hay là gì đó nó rất là ngang đúng không? Các bạn có thể gì nhờ? Các bạn có thể nói luôn là người bố có vai trò như thế này luôn. Không nhất thiết là người ta bắt các bạn phải nói là người bố có vai trò này, tức là như thế này. Đấy, đi dịch chúng ta không nhất thiết là phải nguyên si từng câu từng chữ, mà chúng ta cứ gì nhờ? Chúng ta cứ vận dụng vào từng cái việc, từng cái hoàn cảnh cụ thể một để chúng ta dịch. Người bố có cái vai trò là gì đấy? Là dạy cho con, đúng nhỉ? Chỉ cho con những cái đư đự, những cái luật lệ, đấy, những cái quy tắc. Một cách gì đây nhỉ? Một cách kibishi, một cách nghiêm khắc. Đấy. Beki là nên làm gì đó. Vậy thì cái câu này là một chuyên gia, người ta bảo là người mẹ nên bảo bọc con, đúng nhỉ? Một cách dịu dàng ân cần thì người bố sẽ có cái gì nhỉ? Người bố có cái trách nhiệm là phải dạy con một cách nghiêm khắc, đúng không? Hai cái này đối lập nhau, do vậy dùng ngữ pháp nitaiste. Tiếp theo. Chichi oya ga kibishiku shikatta ato ni ha oya ga koromo foro shite ageru yo ni suru to 親子の関係は良くなるそうです. Chúng ta sẽ ngắt ở đây này. Ngắt ở đây. Và đây là hết câu rồi đúng không? Đây là ngữ pháp ato, ato de hay ato ni cũng được, nhưng mà chúng ta hay gặp là ato ni. Sau khi người bố răn đe con một cách nghiêm khắc, đúng nhỉ? Cái từ shikaru đừng chỉ nó, đừng nghĩ nó chỉ là mắng, mà nó có thể là răn đe đấy. Sau khi người bố răn đe con một cách nghiêm khắc ấy, thì các bạn thấy này, có về từ tố. Nếu mà gì đấy, nếu mà người mẹ ấy, yonisuru là ngữ pháp gì, cố gắng làm gì đúng không nhỉ? Nếu mà người mẹ, chủ ngữ đây, chủ ngữ trong cái vế này đây, nếu mà người mẹ cố gắng, đây là chữ gì đây nhỉ? Đây là chữ follow ở trong tiếng Anh nhá.
Đấy. À, nếu mà người mẹ cố gắng là theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ con thì oyako no kanke wa yoku naru so desu, thì nghe nói là đúng nhỉ, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, giữa bố mẹ và con nó sẽ trở nên tốt hơn. Kodomo shikaru hitsuyo ga aru toki ni wa chichioya ga sono yakuwari o hiki ukete koso kosurate wa umaku iku no desu. Là những khi mà gì nhỉ, những khi mà cần phải răn đe con, phải mắng con thì các bạn đây đây có ngữ pháp tekoso nhá. Nó là chính nhờ cái việc mà gì đây nhỉ, ông bố tiếp nhận cái gì đấy, tiếp nhận, đảm nhận cái vai trò đó. Vậy các bạn thấy là xuất hiện chỉ thị từ là sono, được chưa? Sono yakuwari. Vậy thì sono đấy là cái vai trò gì? Là cái vai trò ở đâu đấy? Vai trò trên này này. Vai trò chỉ cho con đây này, vai trò mà gọi là vai trò dạy dỗ răn đe mắng con đây này đấy. Rồi thì ở đây nữa này. Shikata đây này đấy. Thì đứa con thì cái cô sodate wa umaku iku no desu. Đấy, thì cái việc nuôi dạy con ấy nó sẽ trở nên gì nhỉ? Nó sẽ trở nên tốt hơn, nó sẽ trở nên tiến triển hơn. Tiếp theo. Tashika ni ima wa mukashi to chigatte chichioya to hahaoya no yakuwari wa kotetteki dewa naku natte kimashita. À, quả đúng là bây giờ ấy nó đã khác với ngày xưa, đúng không nhỉ? Cái vai trò của người bố và người mẹ ấy nó gì nhỉ? Kote là cố định, kotetteki là mang tính cố định, dewa naku natte kimashita đã trở nên không còn là cố định nữa, đúng không? Các bạn thấy có dewa nai là không phải cố định, đúng không nhỉ? Vậy thì dewa naku naru có nghĩa là trở nên không phải như vậy. Đấy, câu này là à quả đúng là bây giờ khác với ngày xưa thì vai trò người bố người mẹ ấy đã không còn cố định nữa, đã không còn là mỗi người một chức năng riêng nữa. Genzai kate ni okeru danjo no yakuwari bunta wa kyokai ga naku nari tsutsu arimasu. Là gì đấy? À, hiện tại ấy, cái gì nhỉ? Cái bươn tan, cái chữ phân và chữ đảm có nghĩa là gì nhỉ? Cái việc phân chia nhá. Cái việc phân chia cái trách nhiệm. Đúng nhỉ? Cái việc phân chia trách nhiệm của gì nhỉ? Của nam và nữ, của vợ và chồng ở trong gia đình. Ni okeru là dạng lịch sự, đúng nhỉ? Đấy, ngữ pháp ni oite các bạn sắp sắp tới các bạn sẽ được học. À, các bạn được học trong N3 rồi nhỉ? Nó giống như là giống giống trợ từ D ấy. Cái gì nhỉ? Cái việc phân chia cái trách nhiệm, cái vai trò của người vợ và người chồng trong gia đình ấy. Nó làm sao đây? Kyokai, chữ A là chữ cảnh và chữ giới, đúng nhỉ? Kyokai là cảnh và giới, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là giới hạn, đấy, biên giới. Naku nari tsutsu arimasu, các bạn học học ngữ pháp tsutsu arimasu rồi đúng không? Nghĩa là gì? Ngày càng, đúng nhỉ? Cái cảnh giới, cái giới hạn đấy nó ngày càng làm sao được? Naku naru, ngày càng biến mất, ngày càng mất đi. Cái việc mà chia vai trò giữa nam và nữ ấy, bây giờ nó ngày càng nó bị mất đi cái đấy rồi. Shikashi, kosodate ni kanshite wa, koushita iken ni mimi o katamuketa hou ga ii no dewa nai deshou ka. Thế nhưng mà, shikashi này, đấy, thế nhưng mà này, kosodate ni kanshite wa, tức là liên quan đến việc nuôi dạy trẻ ấy, thì đây là no dewa nai deshou ka, nó là dạng gì đấy? Chẳng phải là hay sao, đúng không? Thế nhưng mà ấy, liên quan đến cái việc nuôi dạy con ấy thì chẳng phải là bạn nên gì đấy, bạn nên gì nhỉ? Mimio, động từ katamuke là hướng tai, đúng không? Vậy thì cái này là lắng nghe đấy, chẳng phải là bạn nên lắng lắng nghe cái ý kiến Kosta như thế này sao? Đây, Kosta. Vậy ý kiến này là ý kiến của ai? Đương nhiên phải là ý kiến của gì nhỉ? Semonka, đúng không? Semonka no iken. Ý kiến của Semonka. Vậy ý kiến của một Semonka là ý kiến như nào? Là ý kiến phải làm sao nhỉ? Là người bố giữ một vai trò là gì đây? Shikaru Hito. Là ai? Chichioya. Đúng không? Còn gì nhỉ? Còn người gì đấy nhỉ? Có thể là Foro, đúng không? Foro suru Hito.
sẽ là ai nhỉ? Hà Hầu nhỉ? Đấy. Đấy là toàn bộ bài đọc này của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi này. Kono bunshō de hisa ga motomo itai koto wa nanika? Điều mà người ta muốn nói nhất ở trong cái đoạn văn này là cái gì, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng nếu như các bạn được đọc thêm những cái bài về sau ấy, thì các bạn thấy rằng trong bài này người ta dùng cái biện pháp là gọi là gì nhỉ? Siêu chô hiêu ghen. Siêu chô hiêu ghen. Siêu chô chữ Hán là chủ với chương, nhưng không phải là chủ trương của đảng của nhà nước, mà là gì nhỉ? Khẳng định. Đấy. Cái các biểu hiện khẳng định ý kiến của mình. Đấy là biểu hiện gì? Đấy là biểu hiện nô đê bạn này để sổ cả tà hô gai tô ô môi mát. Đấy. Các bạn thấy đây có hai câu đúng nhỉ? Đây là già nai để sổ cả và câu cuối cùng đây này. Tiếp theo các bạn thấy có shikashi là gì đấy? Shikashi là tuy nhiên. Vậy thì cái thông tin đằng sau nó rất là quan trọng. Các bạn thấy đây có gì đây nhỉ? Đây sẽ là có tà hô gai đúng không? Tà hô gai là nên làm như vậy. Vậy thì chắc chắn câu này sẽ là câu chứa cái nội dung quan trọng nhá. Vậy thì câu này là câu nó bảo là gì nhỉ? À, chẳng phải là chúng ta nên lắng nghe ý kiến của các gì nhỉ? Của các chuyên gia hay sao, đúng không? Mà chúng ta sẽ đọc lên, chúng ta biết được ý kiến của chuyên gia là cái nào, chúng ta sẽ chọn được đáp án. Ví dụ các bạn sẽ xem này, từng câu từ 1 đến 4 này. Ha oya ga ko kodomo shikatara chichi oya wa yasashiku sessita ho gai. Sau khi bà mẹ mắng con ấy thì các ông bố làm sao? Các ông bố sẽ theo dõi, sẽ tiếp xúc, sẽ ở bên cạnh con một cách gì nhỉ? Một cách gọi là hiền, gọi là rất là hiền, rất là dịu dàng. Dùng từ dịu dàng với các ông bố thì nghe nó hơi 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 buồn cười đúng không? Thế nhưng mà câu này là đúng hay sai? Sai, bởi vì là sao nhỉ? Bởi vì người ta không có nói là khuyên các ông bố như vậy, đúng không? Câu này phải là ngược, phải là sau khi ông bố mắng con thì bà mẹ đúng nhỉ? Phải là ngược lại, do vậy cái câu này là sai nhá. Ý kiến của chuyên gia ấy, nó không phải là mẹ mắng con rồi bố đằng sau như thế. Câu số 2. Kosodate dewa chichi oya mo haha oya mo onaji yoni kodomo o shikaru yakuwari o motsu beki da. Trong việc nuôi dạy con ấy thì người bố và người mẹ sẽ mang cái trách nhiệm răn đe con cái onaji yoni giống nhau. Có phải không? Rõ ràng là không phải, nó bảo là người bố mới là người mắng, người bố mới là người răn đe, còn người mẹ là người follow. Do vậy là câu này là câu sai. Câu 3 này. Kosodate dewa chichi oya wa kodomo o shikari haha oya wa follow suru toyu yakuwari bunta o shita hoga ii. Ở trong việc nuôi dạy con ấy thì nên bunta, nên phân chia cái yakuwari, cái trách nhiệm là người bố là người răn đe con, mắng con, người mẹ là người follow, dõi theo. Chính xác không? Đúng rồi. Chính là cái đoạn gì nhỉ? Chính là cái đoạn trên đây này. Đây là ý kiến của chuyên gia đây này, đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án đúng là đáp án số mấy? Đáp án số 3. Tiếp theo câu số 4 này. Chichi oya wa shikaru toki ni kodomo no kimochi o yoku kiku yo ni suru beki da. Người bố ấy thì nên, đúng không nhỉ? Nên cố gắng lắng nghe những cái kimochi, những cái cảm xúc, những cái tâm trạng của con khi mà mắng con. Các bạn sẽ rất là dễ mắc cái bẫy gọi là bẫy suy diễn, đúng nhỉ? Đấy, thấy đọc câu này cũng đúng đúng đấy chứ. Khi mà người ta khuyên thì có lẽ là sẽ khuyên là cần phải lắng nghe cái cảm xúc của con cái, đặc biệt là trong cái vấn đề nuôi dạy con hiện tại, đúng không? Chúng ta xem nhiều chương trình TV ấy thì nó nói như thế. Thế nhưng mà đây bài này người ta không có nói nào đến cái Kodomo no Kimochi hết, do vậy chúng ta không được chọn nhé, bởi vì không đề cập thì không được chọn. Vậy thì loại cái này. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta sẽ đọc dịch và chọn đáp án là như thế. Các bạn lưu ý, các bạn cứ thực hiện từ từ dần dần là các bạn sẽ có thể đọc được bài. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái sách người ta làm như thế nào nhé. Zentai o tsukamo, nắm bắt này. Kiwa do kara tema o suisoku suru. Đoán chủ đề từ từ khóa gồm các từ như là Kodomo Oto-san, Chichi-oya, Oka-san, Ha-oya, Shikaru, Yakuwari. Như là con cái rồi thì bố rồi mẹ rồi thì mắng rồi trách nhiệm thì tema wa kosodate chủ đề là nuôi dạy con. Taihi ni chiu moku suru. Chú ý đến những cái biểu hiện đối chiếu so sánh. Thứ nhất này các bạn thấy này. Những cái so sánh nhỏ đây các bạn thấy nhá. Ipanteki imeji là cái hình ảnh thông thường. Hình ảnh thông thường, trong hình ảnh thông thường ấy nó sẽ có hai cái đối chiếu nhỏ, đấy là người mẹ và người bố. Thì người mẹ là shikaru koto ga oi, người mẹ là người hay mắng hay răn đe con.
thì đối chiếu với nó, đúng nhỉ, so sánh với nó sẽ là Chichioya Amarishikaranai, chẳng mấy khi là gì đấy, chẳng mấy khi là mắng con, đúng không? Do vậy là Haoyawa Kosodate nga Iyaninaru, người mẹ không thích nuôi dạy con, đúng không nhỉ? Rất là ghét, rất là chán cái việc nuôi dạy con, bởi vì hay phải mắng nó mà. Vậy thì trong cái gì nhỉ? Trong cái hình ảnh thông thường đã có cái sự đối lập này rồi. Thế nhưng mà hình ảnh thông thường sẽ đối lập với lại hình ảnh của, theo ý kiến của xem môn cờ, của chuyên gia đúng không? Ví dụ trong ý kiến của chuyên gia ấy, thì người mẹ sẽ là tsutsumu, tức là yasashi kodomo ukeireru, tiếp nhận đứa con một cách dịu dàng, dịu hiền và theo dõi dõi theo nó. Còn người bố thì sao nhỉ? Kibishi kururu o oshieru, dạy con một cách nghiêm khắc, các quy tắc, các luật lệ. Và vì vậy mà cái việc nuôi dạy con ấy, đúng nhỉ, nó sẽ làm sao đấy, nó sẽ trở nên như nào, trở nên tốt hơn đấy. Đấy là cái so sánh mà người ta vạch ra là như thế nhá. Tiếp theo này, saigo no danraku ni chumoku suru, chú ý đến cái đoạn cuối cùng, tashika ni đấy, tashika ni, tức là ý của người ta là mazu aru ike o ichibu mitomeru, tức là nó sẽ đầu tiên nó sẽ công nhận một phần cái ý kiến nào đó. Ví dụ ima wa mukashi to chigatte chichioya to hahaoya no yakuwari wa koteteki de wa naku natte kimashita. Nó bảo là bây giờ khác với ngày xưa ấy, thì bây giờ cái vai trò của người bố với người mẹ ấy, nó đã không còn cố định nữa, tức là nó sẽ thay đổi đi một chút, không phải là người bố chỉ như này, người mẹ chỉ như thế kia. Nó công nhận cái điều đấy, thế nhưng nó lại có từ shikashi hisa no honto ni itai koto, điều mà gì đấy, điều mà cái người viết thực sự muốn nói sẽ là gì nhỉ? Kosodate ni kanshite wa koshita ike ni mimi o katamuketa hoga ii no de wa nai desho ka. Thì cái koshita ike này chính là semonka no ike mà nãy chúng ta vừa vạch ra, chính là cái việc mà chúng ta nên lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, đúng không? Đấy là gì? Đấy là nên gì nhỉ? Đấy là nên lắng nghe, nên chia trách nhiệm ra là bố là mắng con, răn đe con, còn mẹ là gì nhỉ? Mẹ là dịu dàng đối xử với con. Đấy, thì bốn là zentai o matomeru, là tổng hợp lại này. Genjo dewa hahaoya ga kodomo shikari chichioya wa amari shikaranai koto ga oi. Hiện trạng ấy là mẹ thì hay mắng con, còn bố thì chẳng mấy khi mắng con. Shikashi semonka no iken dewa chichioya ga shikaru yakuwari o shita hou ga kosodate wa umaku iku toyu semonka no ike o kita hou ga ii. Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia ấy, thì người bố nên là mắng con, răn đe con, còn người thì cái việc gì nhỉ? Thì cái việc nuôi dạy con nó sẽ trở nên thuận lợi và tốt hơn, và nên lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Đấy, đấy là còn cái phần phần lựa chọn này thì là giống cái suy luận, giống cái lập luận của chúng ta lúc nãy, thì không nói lại nữa nhá. Và người ta có một số cái thông tin quan trọng này. Đầu tiên này, ipan teki imeji, cái hình ảnh thông thường ấy nó sẽ đối lập với lại cái gì nhỉ? Hisaya semonka no iken, cái ý kiến của cái gì đấy, của cái chuyên gia và của tác giả. Các từ như tashikani, shikashi, mochiron, các bạn sẽ để ý đến những cái đó. Thì đấy là cái cách để chúng ta có thể đọc được bài và có thể chọn được đáp án. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại trong các video lần sau. Chúc các bạn sẽ có những cái bài đọc hiểu tốt hơn, có thể dịch được hay hơn và chọn được đáp án đúng hơn.